Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thời trang cuộc sống do Ban chuyên đề Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty SU thực hiện với sự tài trợ của Viện thẩm mỹ toàn diện quốc tế Thea Beauty Solution. Đầu tiên mời quý vị cùng chiêm ngưỡng bộ sưu tập không ranh giới của nhãn hiệu thời trang Belluni. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với các chuyên mục khác cùng với những xu hướng thời trang hiện đại gần gũi với cuộc sống đời thường. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình với những bộ sưu tập mang tính ứng dụng cao đến từ thương hiệu thời trang Belluni. Đó là những chất liệu bamboo silk, nano tencel, modan, ion silver và corex. Đó là những chất liệu từ các sợi cellular của cây tre, thân thiện với môi trường, với những đặc tính là thấm hút nhanh, khô nhanh, chống nhanh, chống tia UV. Hôm nay thì Duy Linh phải nói là rất là vui khi mà được tham gia chương trình Thời trang cuộc sống. Và hôm nay Duy Linh đang mặc trên người bộ trang phục của thương hiệu Belluni. Và không biết là bao nhiêu lần rồi thì Duy Linh cũng như là các người mẫu khác đã diễn nhiều, rất là nhiều những trang phục của Belluni. Và khi mà nhắc tới thương hiệu Belluni thì chúng ta lại nghĩ tới thời trang công sở, thời trang năng động cũng như là những trang phục thể thao và cá tính mạnh mẽ và sang trọng. Và ngay bây giờ thì Duy Linh đang mặc những trang phục công sở của Belluni và kèm thêm một chiếc khăn choàng rất là dễ thương, làm cho chúng ta tôn được vẻ sang trọng và lịch lãm của một phái ông.
Với mong muốn góp vào làng thời trang một làn gió mới, bộ sưu tập áo dài nồng nàn của nhà thiết kế Đình Tuấn được cho ra đời với mong muốn hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Với những đường nét hoa văn tinh tế, những chiếc áo dài này đem đến cho công chúng yêu thời trang một cảm nhận mới trong sự phá cách từ kiểu dáng đến họa tiết mỹ thuật trên nền chất liệu lụa tơ tằm mà vẫn tạo tính ứng dụng cao, phù hợp với nhiều độ tuổi. Và đó cũng chính là nội dung chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị trong chuyên mục Nhịp sống thời trang. Những chiếc áo dài vẽ tay với những họa tiết phong phú và đa dạng sẽ mang lại cho bạn một cái nhìn rất khác, đơn giản nhưng hết sức ấn tượng. Những nét vẽ tinh tế giản đơn với họa tiết phong cảnh hay các loài hoa phong phú đa dạng về màu sắc trên nền lụa cát nhẹ nhàng làm tôn lên đường cong gợi cảm nhưng vẫn kín đáo của các thiếu nữ Việt. Không chỉ những thiếu nữ mà với những quý bà hay những doanh nhân đều rất ưa chuộng nét đẹp truyền thống của chiếc áo dài. Những màu vàng đồng, nâu, đỏ đô, đen là những màu sắc thể hiện sự quyền lực, lịch lãm, đồng thời thích hợp với những người có vóc dáng cao lớn, sang trọng. Những màu sáng như trắng, hồng, vàng sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu sự thanh thoát, nhẹ nhàng và có vóc dáng cao gầy, mảnh dẻ. Bằng cách thể hiện khác nhau trên chiếc áo dài truyền thống, nhà thiết kế Đình Tuấn đã truyền tải những thông điệp yêu thiên nhiên, yêu quê hương sâu lắng qua bộ sưu tập nồng nàn với những mẫu họa tiết độc đáo và duyên dáng. Của cái từ nồng nàn đã nói lên cái bộ sưu tập. Mình hy vọng rằng là khi mà khách mặc cái bộ đồ đó sẽ cảm thấy rất là nồng nàn, rất là ấm áp. Tức là ở trên đó mình đã lựa những cái chất liệu mềm mại làm cho người mặc vô cảm thấy ở mình không có cảm giác khó chịu. Rồi những cái họa tiết hoa được đính lên đó là những cái loài hoa, những cái màu sắc mà mang tính chất rất là nhẹ nhàng, nồng nàn để cho khách cảm thấy rằng vẫn đầy đủ quyền lực nhưng vẫn đầy đủ một cái sự nhẹ nhàng khi mặc cái trang phục đó. Những doanh nhân sải bước để thể hiện mình thì các chị phải chỉn chu tới từ trang phục bước ra trước công chúng. Chính bởi vậy Đình Tuấn không có làm trang phục quá màu mè mà mặc vào cái bộ trang phục của Đình Tuấn còn mang tính chất là sang trọng, lịch lãm nữa. Thì Đình Tuấn hơi cầu kỳ một chút, tức là đi đến đính những cái hạt đá là hàng đá của áo giúp tôn thêm cái đẹp của cái áo mình mặc lên và làm cho cái hoa ở trên đó nó cũng hấp dẫn hơn. Thì Đình Tuấn sắp tới cũng có ra mắt một số những cái áo dài nhẹ nhàng, ví dụ như là vẽ tay, rồi thì ở trên đó có những cái áo lụa mà dòng lụa là lụa cao cấp của nhập từ Ý cũng có, hoặc là chính lụa của Việt Nam mình, ví dụ như là lụa Bảo Lộc, hay là lụa của Hà Đông, hay là lụa của Lãnh Mỹ A. Khi mình mặc lên là những cái màu sắc thể hiện cá tính của người mặc. Chỉ cần khoác lên chiếc áo lụa đó và mình đeo một số phụ kiện đơn giản đã làm cho cái áo dài trở nên lịch lãm rồi. Đình Tuấn, anh là họa sĩ cho nên những cái sản phẩm của anh thực hiện ở trên cái áo dài đó là mang tính mỹ thuật, đó là mang tới cái nét đẹp của hội họa trên cái tà áo dài. Áo dài Đình Tuấn dù khoác trên đó là một cái bông nhưng chính là người họa sĩ đã diễn đạt tình cảm từ màu sắc cho tới cái đường nét, cho cái độ sâu của cái bông, cái hoa. Nếu như người thực sự yêu cái áo dài thì hãy để ý rằng trên cái áo dài đó mình đang mặc cái gì. Mình mặc lên cái cá tính của mình. Tôi quyền lực, tôi thích mặc màu đỏ. Tôi huyền bí, tôi thích mặc màu đen. Tôi nhẹ nhàng, tôi thích mặc màu trắng. Và tôi nồng nàn, tôi thích mặc màu nhạt. Không chỉ mang lại vẻ đẹp nữ tính, lãng mạn, phản phất vẻ cổ điển thường thấy, ngày nay tóc thắt bím với những biến tấu đầy sáng tạo từ các kiểu truyền thống còn mang lại một vẻ quyến rũ cho các cô gái. Nếu cảm thấy mái tóc của bản thân ngày qua ngày đã quá buồn tẻ và đơn điệu, thì tại sao các bạn không thử biến hóa thành những kiểu tóc bím xem sao?
Đây là kiểu tóc rất dễ thương và nghịch ngợm cho những cô nàng nhí nhảnh, rất phù hợp với mùa hè oi bức. Bên cạnh đó, nó còn chống cháy cho những mái tóc chưa kịp gội đấy nhé. Kiểu tóc thắt bím hai bên làm toát lên nét đẹp dịu dàng nữ tính. Với kiểu tóc này, bạn có thể kết hợp với nhiều phụ kiện khác như mũ rộng vành, mũ len tròn vào những ngày se lạnh hay băng đô, ruy băng, trang sức đính đá mà vẫn khoe được mái tóc đẹp của mình. Kiểu tóc này mang lại sự lạ lẫm về trẻ trung. Bạn cũng có thể sử dụng để tạo kiểu tóc cho mình ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ trang trọng đến thân mật, từ những buổi dạo phố hẹn hò hay những buổi tiệc họp mặt bạn bè đối tác. Kiểu tóc tết lệch một bên giúp bạn gái khoe khéo gương mặt xinh xắn và bờ vai thon dành cho những cô nàng điệu đà nhưng có một chút cá tính phá cách. Chỉ cần một chút khéo léo và tỉ mỉ, bạn có thể biến phần đuôi tóc của mình thành một chiếc nơ hoặc một chú bướm rất xinh xắn và duyên dáng. Kiểu tóc này đang được các bạn gái rất ưa chuộng với sự nữ tính năng động, đặc biệt là thích hợp trong tiết trời oi bức của mùa hè. Hy vọng những phương pháp tết tóc vừa rồi sẽ giúp các bạn gái trở nên xinh đẹp, tươi vui và rực rỡ hơn. Hãy thử xem, nhất định các bạn sẽ hài lòng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng ta hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn Viện Thẩm mỹ Toàn diện Quốc tế Thea Beauty Solution đã tài trợ chương trình Thời trang cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau, phát sóng định kỳ trên HTV7 vào lúc 14 giờ trưa ngày thứ Bảy hàng tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.